Hello các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh hướng dẫn về sử dụng của OBD Việt Nam. Hôm nay em xin hướng dẫn các anh em cách điều chỉnh lượng nhiên liệu cho động cơ Cummins nằm trên chiếc xe Taco Uman bằng thiết bị FK S7SD. Mời các anh em vào điều chỉnh cùng em. Đầu tiên các anh em chọn vào dòng động cơ Cummins. Sau đó chọn vào Dyno Seat Mode để vào phần chẩn đoán. Chọn vào phần Cummins Engine để quét tự động. Sau khi quét được các thông số, các anh em chọn Confirm để xác nhận. Như các anh em thấy, các mục như thường lệ là Report Code dùng để đọc lỗi, Error Code for Code dùng để số lỗi. Hiện tại con xe này không có quá lỗi, nhưng tình trạng thì máy đang bị yếu. Nên anh em vào phòng More Parameter and Configuration để điều chỉnh cái lượng nhiên liệu để làm cho máy mình mạnh hơn. Việc điều chỉnh này có khả năng làm cho máy mình mạnh hơn, nhưng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến các bếp về động cơ, nên các anh em cân nhắc trước khi làm theo. Chọn Confirm để xác nhận. Sau đó anh em kiếm cái mục là Fuel User Judgment để điều chỉnh lượng nhiên liệu. Nên là đã chọn mục thứ hai để vào điều chỉnh. Như các anh em thấy, ở đây giá trị hiện hành đang là 120%, bởi vì em đã điều chỉnh lên 120%. Các anh em muốn điều chỉnh thì vào phần trên để điều chỉnh, có thể tăng từ 0 đến 200% cái lượng nhiên liệu mà mình muốn sử dụng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo.